Tạ Đình Phong ám chỉ Vương Phi lừa dối tái hôn với Trương Bá Chi vào tháng 9. Mới đây, Tạ Đình Phong úp mở chuyện lừa dối cũng đã khiến cư dân mạng quan tâm và truy lùng sự thật. Có lẽ câu chuyện giữa bộ ba xoay quanh Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong và Vương Phi chưa bao giờ kết thúc, bởi những tin đồn xung quanh bộ ba liên tục xuất hiện trên tất cả các mặt báo, mạng xã hội. Cách đây một thời gian, trong buổi livestream, Tạ Đình Phong đã có những chia sẻ về cung hoàng đạo của mình. Cụ thể, nam tài tử cho biết bản thân anh thuộc cung xử nữ nên không thể chấp nhận việc bạn đời lừa dối. Một khi đã lừa dối thì sẽ dứt khoát, không bao giờ tha thứ. Ngay sau những chia sẻ của Tạ Đình Phong, rất nhiều cư dân mạng đã đoán già đoán non rằng nam diễn viên đang ám chỉ vợ cũ Trương Bá Chi hay người tình Vương Phi. Trước sự ám chỉ mập mờ của Tạ Đình Phong, những cư dân mạng cũng đã ra tay truy lùng. Trong một thời gian ngắn, cư dân mạng đã phát hiện ra Tạ Đình Phong không phải đang nói về Trương Bá Chi mà là Vương Phi. Cũng trong giai đoạn này, nhiều thông tin cho rằng Tạ Đình Phong và Vương Phi đã đường ai nấy đi được nửa năm. Sau khi bị cư dân mạng đào được, thông tin và câu phát ngôn về chòm sao của Tạ Đình Phong đã lập tức gây ra một cuộc bàn tán sôi nổi. Thực tế trước đó, trên mạng xuất hiện thông tin cả hai đã chia tay. Vương Phi đã dọn đi nơi khác và dính tin đồn hẹn hò với tiểu thịt tươi Ryan. Thậm chí vào tháng 2 năm 2021, thiên hậu C-pop còn đưa con gái đi hẹn hò với trai trẻ. Đây là điều mà trước giờ Vương Phi chưa từng làm với người yêu. Thậm chí, trong loạt ảnh chụp chung, Vương Phi còn thoải mái đặt tay lên người tình tin đồn. Nhưng điều đặc biệt thú vị là tiểu thịt tươi này trông rất giống chồng cũ của Vương Phi, Đậu Duy. Chính vì vậy, nhiều cư dân mạng đã đồn đoán, phải chăng nàng thiên hậu vẫn chưa quên được Đậu Duy nên mới tìm đến sự lựa chọn tương tự và chia tay Tạ Đình Phong. Sau chia sẻ của Tạ Đình Phong, nhiều cư dân mạng cũng cho rằng Tạ Đình Phong cũng đã nối lại tình xưa với Trương Bá Chi. Ngoài ra, Trương Bá Chi cũng đưa các con về Thượng Hải sinh sống. Trương Bá Chi gần đây được tiết lộ đã mua căn biệt thự 40 triệu ở Thượng Hải. Chưa dừng lại ở đó, nữ diễn viên còn mua thêm một căn biệt thự trị giá 20 triệu nhân dân tệ tại Singapore để con trai đi du học. Vì vậy, nhiều cư dân mạng cho rằng lần này Trương Bá Chi được tiết lộ đã mua một căn biệt thự trị giá 40 triệu ở Thượng Hải và khả năng mua được bằng tiền của Tạ Đình Phong là rất cao. Không chỉ vậy, còn có tin tức cho rằng sở dĩ Trương Bá Chi có thể trở lại đại lục lần này đều là nhờ Tạ Đình Phong. Cách đây ít lâu, Tạ Đình Phong cũng bị giới truyền thông chụp được ảnh tại dinh thự của Trương Bá Chi ở Thượng Hải. Cũng theo báo chí cho biết rằng, nhà của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong chỉ cách nhau một con phố. Hay trong một lần lén lút đến nhà Vương Phi, Tạ Đình Phong đã bị so ra ăn mặc áo cặp cùng với vợ cũ Trương Bá Chi. Theo đó, ngày 4 tháng 4, trang Sohu đăng tải bài viết tiết lộ Tạ Đình Phong đang quay trở lại Hồng Kông để đóng phim. Trong khi đó, nàng tin nữ Lan cũng đưa ba cậu con trai về Hồng Kông nghỉ dưỡng. Nguồn tin còn cho hay, Tạ Đình Phong sẽ ở lại Hồng Kông một khoảng thời gian dài để chuẩn bị cho dự án điện ảnh mới. Trong khi đó, vì tình hình dịch bệnh căng thẳng ở đại lục, Trương Bá Chi vẫn phải nán lại Hồng Kông. Không lâu sau đó, Trương Bá Chi được tiết lộ đang mang thai đứa con thứ tư khi đang ghi hình cho chương trình. Cha đứa trẻ cũng được suy đoán là của Tạ Đình Phong, thậm chí có tin cả hai sẽ tái hôn vào cuối tháng 9. Ngược lại, Vương Phi và Tạ Đình Phong gần đây ít liên lạc hơn. Tạ Đình Phong đã không tái hợp với cô trong dịp Tết Nguyên Đán, thay vào đó anh chọn đi trượt tuyết ở Nhật Bản.